Rồi, chào mừng các bạn đến với kênh 8 tin tức. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi sẽ có nội dung hoàn toàn về tin tức bóng đá của Việt Nam và đội tuyển UAE trong ngày hôm nay. Đó là không khí cổ vũ của đội tuyển Việt Nam tại Mỹ Đình bây giờ đã rực sắc đỏ, bùng cháy dữ dội. Đội tuyển Việt Nam đấu với UAE sẽ có sự cổ vũ hừng hực khí thế của các cổ động viên tại sân vận động Mỹ Đình và cả cổ động viên khắp cả nước, đến tên màn ảnh nhỏ nữa. Đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu lớn đối đầu với UAE tại vòng loại World Cup 2020 ở khu vực châu Á trên sân vận động Mỹ Đình vào 20 giờ tối nay ngày 14 tháng 11. Trận đấu sẽ có ảnh hưởng lớn tới các vị trí đầu bảng G khi đội tuyển Việt Nam đang bằng điểm đội đầu của bảng Thái Lan và hơn UAE chỉ có một điểm mà thôi. Với ý nghĩa quan trọng của trận đấu cộng thêm phong độ của đội tuyển quốc gia, sân vận động Mỹ Đình hôm nay sẽ hứa hẹn có một chỗ trống nào ngập tràn màu sắc đỏ. Đó, các cổ động viên đã đến từ rất sớm, khoảng 16 giờ họ đã tập trung và chuẩn bị mọi phương tiện để tiếp lửa cho đội nhà do lo ngại tắc đường. Và trong số các cổ động viên tới sân, có một nhóm cổ động viên đến từ tận miền Nam để bay ra Mỹ Đình cổ vũ. Một số khán giả đã có những cách cổ vũ rất ấn tượng, từ làm hẳn một quả đầu giống trái bóng cho đến chế tạo một chiếc mũ có chiếc gắn cờ đỏ sao vàng ở trên. Rồi, cảm ơn các bạn. Và các bạn hãy đừng quên ấn vào nút đăng ký nè. Chúng tôi sẽ cập nhật những tin tức mới nhất về trận đấu bóng đá hôm nay. Có là tôi sẽ up lên liền, là các bạn sẽ là người đầu tiên xem. Vì vậy hãy ấn vào nút đăng ký và click vào chuông thông báo kế bên nha. Rồi, cảm ơn các bạn.